Ngày 15 tháng 7, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành cầu Đồng Tâm 107 tại ấp Trung Sơn, thị trấn Ốc Eo. Cầu Đồng Tâm 107 được xây dựng kiên cố với kết cấu bê tông cốt thép thay thế cầu dân sinh cũ đã hư hỏng, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người qua lại. Cầu có chiều dài 24m, ngang 3m, trọng tải 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 190 triệu đồng do Hội Từ thiện Đồng Tâm Chùa Pháp Dân kết nối thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng cầu tại thị trấn Ốc Eo tạo điều kiện đi lại giao thương, vận chuyển hàng hóa, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nông dân. Cái cầu mới thì nói chung người dân chở phân qua lại nó thuận tiện hơn là cái cầu cũ. Cầu cũ tại vì cầu cây á, mưa nó trơn trượt, hai nữa là nó yếu. Thì từ khi có cái cầu này tới giờ thì dân chở phân này kia đồ qua lại thì thấy thoải mái. Người dân của ấp Trung Sơn thì rất vui. Dịp này, các nhà hảo tâm đã trao tặng 50 phần quà, bao gồm dụng cụ học tập và sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.